quý vị, trong thời gian gần đây chúng tôi có phản ánh về tình trạng hố ga mất nắp xuất hiện tại những khu đô thị hay là các tuyến đường mới được xây dựng mà thiếu đi sự quản lý. Tình trạng này ảnh hưởng lớn tới sự an toàn của người đi đường khi mà có không ít vụ tai nạn đã xảy ra. Điều đáng nói, những hố ga mất nắp hay vỡ vụn lại đang xuất hiện dày đặc ở ngay vỉa hè của một số tuyến phố tại thủ đô. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Dọc đường Dương Đình Nghệ, Trần Duy Hưng, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu hay Phạm Hùng không thiếu những hình ảnh này. Những hố ga mất nắp rộng từ 40 đến 50 cm nằm sát vỉa hè người đi bộ. Phần lớn chúng đã bị mất nắp, chỉ cần sơ ý là xảy ra tai nạn. Tình trạng dây điện cáp quang nằm ngổn ngang cũng phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị. Lấp nó vào hoặc là để làm sao mà cho nó có mỹ quan đô thị một chút ạ. Chứ để như này thì cũng vừa làm mất mỹ quan đô thị mà cũng kiểu nguy hại cho người đi lại ạ. Theo người dân khu vực, tình trạng này đã xảy ra từ lâu nhưng không hề có đơn vị nào đến dọn dẹp, xử lý. Trao đổi với phóng viên thì đại diện phường Mỹ Đình 2 cho biết đang liên hệ với các bên liên quan để xử lý triệt để tình trạng này. Vâng, thì coi như là ở phường thì coi như là cũng lắm bắt được, cũng báo cáo coi như là trật tự văn minh đô thị. Thì coi như là các ban vệ và coi như là các chức ban ngành coi như là gia quân, coi như là làm cái triệt để văn minh đô thị. Còn một vài cái lắp ga lắp cống cũng báo cáo coi ngày 1, ngày 2 thì coi như là các cơ quan có chức năng thì coi như là cũng coi như là sẽ làm coi như là ổn định lại cho người dân đi lại đỡ phải mưa mùa lũ đến nơi. Theo thống kê của công ty thoát nước Hà Nội, toàn thành phố có tới hơn 80.000 hố ga các loại, nhưng số hố ga do đơn vị này quản lý chỉ chiếm khoảng 50%. Số còn lại là do các đơn vị như bưu chính viễn thông, điện lực quản lý. Chính sự chồng chéo này khiến nhiều hố ga mất nắp, đe dọa đến sự an toàn của người đi trên vỉa hè.